cô gái chơi lớn, chi 1,3 tỷ cải tạo nhà cũ xây 20 năm thành homestay, nhìn ảnh cứ không thể tin được là một nơi. Trào lưu khoe ảnh cải tạo lại không gian sống vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên mạng xã hội. Những ngôi nhà hay căn phòng được đi có thông minh và tinh tế làm ai cũng muốn bắt tay ngay vào việc trang trí lại cái ổ của mình. Mới đây, màn F5 căn nhà cũ của một cô nàng có tên Đỗ Nguyên Phương, 26 tuổi, Hội An đã khiến dân tình phải trầm trồ. Căn nhà cũ kỹ và có phần nhàm chán được biến hình, thành căn homestay xinh xắn nhìn là đã thấy muốn đến ở ngay và luôn. Được biết, đây là ngôi nhà mà Nguyên Phương đã gắn bó suốt 20 năm ở vùng quê Cẩm Thanh, cách phố cổ Hội An 4 km. Ban đầu, căn nhà cũ đã xuống cấp rất nhiều với tường gần như bong chóc toàn bộ. Trần nhà đã sử dụng lâu năm nên bị thấm và ẩm. Nền nhà sụt lún và nứt gạch. Có một số góc chết không được sử dụng nên làm nhà bị tối và bí. Các thiết bị bếp và nhà vệ sinh đã cũ cần được thay mới. Căn nhà được F5 vô cùng ấn tượng. Nguyên Phương. Từ khi còn học đại học, Nguyên Phương đã muốn có một ngôi nhà, mà ở đó có thể đón những người bạn đồng điệu với mình, tạo nên một không gian yên bình, tìm được nguồn năng lượng tích cực. Bà mẹ Nguyên Phương cũng là những Hội An cực kỳ hiếu khách và thích mời bạn bè đến chơi nhà. Chính vì vậy, cả nhà quyết tâm bắt tay vào F5 căn nhà cũ để biến nó thành mới, mà cả mọi thành viên đều mơ ước. Đối với phần cải tạo nhà cũ, Nguyên Phương gần như chỉ giữ lại phần cốt nhà, móng và khung tường còn lại gần như phải ốp gạch mới và sơn lại toàn bộ. Bên cạnh đó, khổ chủ còn bố trí lại cửa cho hợp lý và thông thoáng hơn. Các cửa được đưa về hướng đón nắng để đảm bảo ánh sáng và gió cho căn nhà. Phòng khách xinh xắn. Đổi khung cửa để tạo không gian đồng bộ. Phòng ngủ xinh xắn, ấm cúng. Phía cuối căn nhà được xây thêm khu hồ bơi siêu chill. Được biết, Nguyên Phương đã chi hết khoảng 500 triệu cho riêng việc cải tạo căn nhà cũ. Ngoài ra, cô nàng còn tận dụng phần đất để trống của nhà để xây thêm một khối nhà mới và hồ bơi nên chi phí tổng cộng hết khoảng 1 tỷ 300 triệu. Cầu thang giữ nguyên kết cấu, chỉ thay đổi phần đá mài tạo hiệu ứng ánh sáng tốt hơn. Căn bếp nhìn mà mê. Hiện tại, màn F5 nhà ấn tượng này đã tiếp tục gây bão trên group nhận nhà. Nhìn không gian xinh xắn mà chỉ muốn đến Hội An để nghỉ hè ngay và luôn. Một số tips trong sửa nhà của Nguyên Phương. Biết rõ chức năng của từng khu vực để chọn vật liệu phù hợp. Sàn phòng khách và sàn phần hiên ngoài trời giống nhau về màu, nhưng khác nhau về chất liệu để tiết kiệm. Tầng 1 dùng gạch giá gỗ để đồng bộ với sàn gỗ ở tầng 2, nhưng vẫn đảm bảo không hư hại khi lỡ có bị lũ lụt. Không quá ham rẻ, chấp nhận chi cho những cái quan trọng. Ví dụ như đối với nhà mình là phần cửa gỗ, đó là linh hồn của toàn bộ ngôi nhà nên gia đình mình chấp nhận dùng loại gỗ tốt, kiềng kiềng, khó để giữ độ bền lâu. Hoặc như đá mặt bàn bếp phải là loại không bám dính để đảm bảo màu lâu dài. Nội thất trong nhà, bàn ghế gỗ mình ưu tiên đi lùng đồ cũ, rồi tự mang về bảo công ra tu sửa lại chút như thêm con vít, quét lại một lớp sáp ong trong mới. Giá rẻ bằng nửa đồ mới nhưng hiệu ứng cũng đẹp không kém. Ngay cả bộ sofa mình cũng mua đồ cũ, giá bằng ngày 1 tháng 3 cái mới nhưng sau khi giặt sạch thì vẫn đẹp lung linh. Dạo quanh các trang thương mại điện tử để có được giá tốt nhất, khi cần một món đồ trang trí nào đó, mình sẽ search trên tất cả các trang để xem giá và bình luận, sau đó lựa ra cái tốt nhất cùng giá cả phải chăng. Tự làm được gì thì cứ tự làm, cách tiết kiệm nhất là tự mình làm, nên mình thường dạo Pinterest để tìm idea trang trí rồi sẽ xem mình có thể tự làm được, hay không. Kết quả là bộ tranh trang trí bằng củi, những tranh vải lấy cảm hứng từ rèm Noel của Nhật ra đời. Vừa tiết kiệm vừa mang linh hồn của chính mình. Cây xanh, mình chỉ mua cây con, vừa rẻ vừa dễ chăm. Kiên nhẫn một thời gian thì cây sẽ lớn, về mặt kinh tế thì lợi thấy rõ, về mặt tinh thần thì cũng là một liệu pháp chữa lành khi chăm cây rất hiệu quả. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.